Sáng nay ngày 3 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn, trưởng ban chỉ đạo dự án tạo thuận lợi thương mại UCEP-TFP tại Đà Nẵng chủ trì phiên họp đầu tiên của ban chỉ đạo, chính thức khởi động dự án và tham vấn ý kiến doanh nghiệp cho kế hoạch và mục tiêu của dự án. Đà Nẵng là một trong 6 địa phương được Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ UCEP tài trợ thực hiện dự án tạo thuận lợi thương mại UCEP-TFP. Dự án được thực hiện trong 5 năm với mục tiêu hỗ trợ chính phủ Việt Nam và các địa phương áp dụng và triển khai cách tiếp cận quản lý rủi ro tại các cơ quan hải quan và kiểm tra chuyên ngành, từ đó tăng cường việc thực thi Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO mà Việt Nam và Hoa Kỳ là thành viên. Với mục tiêu này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn yêu cầu dự án tại Đà Nẵng cần xây dựng kế hoạch dài hạn trong 5 năm, các khung chương trình phải bám sát điều kiện thực tế của doanh nghiệp thành phố. Các mục tiêu đề ra phải cụ thể, thực tế, hướng đến mục tiêu cao nhất là làm sao doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố tuân thủ tốt các quy định hải quan, các cam kết thương mại quốc tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở ngành phải cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt giấy phép con, hướng đến tạo thuận lợi tốt nhất cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa, qua đó giúp Đà Nẵng xây dựng môi trường thương mại và đầu tư hấp dẫn hơn, ổn định hơn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cũng như các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ.